Brightness, graphic control. À lúc đúng rồi. Đây mouse TV rồi. Thấp tí, thấp tí, thấp tí. Tại mình bắn cái gì nhỉ? Bắn mấy cái game bắn súng mình để tốc độ cao bắn hơi khó. Đây hai người đồng đội của chúng ta. Anh chàng áo đen với cả râu quai nón kia là Good. Còn thanh niên bên phải là Bowman thì phải. My old plantation. Ta đang bàn kế hoạch tấn công một cái gì đó. Get you inside. What about the evac? You will have transport waiting for you. Cái thời xưa thì cái này có lẽ cũng là khoảng tầm rất là lâu rồi. Thì cái phần đồ họa nó không được đẹp cho lắm. Nhưng mà chất lượng game thì các bạn phải lo nhá. Black Ops và Modern Warfare là hai phần cực kỳ thành công của Call of Duty vì chất lượng nó rất là cao. Anh nghe làm gì đấy? Anh nghe làm gì đấy? Ôi ơi. Speak cool words. Hỏi mày từ đâu đấy? Đứng giữa mặt anh. Rồi, lấy súng à? Chúng ta sẽ chiến ở Cuba, Havana. Occupants leaving their vehicles armed with shotguns. Bowman, Carlos, lay down covering fire. Kéo đấy người, kéo đấy người, em kéo rồi. Em đi ra đó. Let's go. Bắn đi các bạn. Úi trời, bắn nổ cả xe luôn. Kiếp thời này súng bá đạo thật. Bắn nổ xe tiếp ạ. Ui. Lên. Đây rồi, mình đã nhớ khoảng tầm cái hồi lớp 12, lớp 11 đấy. Mình chơi game này đến đoạn này mình chết liên tục thì mình chỉnh quá khó ạ. Không thể nào sống được luôn. Đứng lên cái màn hình đỏ chết luôn. Reloading, watch my six. À, có cái xe ở đây. Nổ luôn ạ. Đấy, đúng rồi. Lên đây em ơi, lên đây em ơi. À, chỗ này cực kỳ đông luôn này. Đúng rồi, nhớ rất rõ chỗ này. Cực rõ luôn. Vì mình đã chơi tất cả là hình như là 5-6 ngày liên tiếp đúng cái chỗ này. Vì mình chết liên tục. Quá khó để qua. Và mình nhớ rất rõ về cái chỗ này. Đi ơi, đi ơi. Ai ơi. Đấy, đấy, đông rồi. Đây là chỗ này. Đây, ui, 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 ui. Đấy, đấy, đấy. À, sao lại nằm xuống nhỉ? Nằm xuống nhỉ? Ai ơi, đau quá, đau quá, đau quá, đau quá. Các bạn đợi tí nhá. Ấn C là ngồi xuống này. Đây, con nằm, nó nút nào. C, à, control. Control mình cứ nằm luôn. À, phải giữ các bạn. Đừng giữ mặt anh. Chú không giữ được đâu. Đừng giữ mặt anh, chú không giữ được đâu. May hả người. Được rồi. Run motherfucker run. Ai hù, ai hù, ai hù, ai hù. Vào xe, vào xe, vào xe, vào xe. Lên xe các đồng chí, lên xe. Húc tất cả mọi thứ. Rồi. Húc tất cả mọi thứ. Rồi, đó là một đoạn hồi tưởng về khu vực Cuba. Nhưng mà chính chúng ta đang bị tra khảo bởi một đám nào đó. Chúng ta đang hồi tưởng lại quá khứ. Rồi, nhiệm vụ tiếp theo. Ở đây bắn nhau khá là ác rồi. Vẫn là ở Cuba các bạn ạ. Lá cờ Cuba vẫn đang bay phất phới rồi. There's a signal. Now, hook up. This is it. Bây giờ à? À đây. Chưa đây rồi. Bắn bình ép, giữ bình ép. Đi dây. Đối nào. Hay lắm các đồng chí. Follow theo Good. Nice đây là Good. Keep it tight. Đây là Bowman. Cầm báo tin lên thuyền. Rồi. Các bạn có thể đổi súng như thích. Ahead,
Rồi, nhiệm vụ chỗ này mình cũng vẫn rất nhớ. Tôi để lộ. Để lộ nó bắn sắp Berlin luôn. Trốn rất là lâu. Thời điểm hiện tại những cái phần đầu tiên của Bonotti thì phần AI nó chưa được thông minh như lắm. Có súng sấy là súng táp vậy ta, đúng rồi. Súng táp các bạn ơi. Súng táp không? À, sáu gắn này các bạn. Sáu gắn trong game này rất là im bặt các bạn. Thật sự chơi lại cái game này làm mình khá là hoài niệm về cái tuổi thơ bá đạo của mình. Mò cái chơi net của đám bạn. Mình từng có một hai thằng bạn, thậm chí ba thằng tất cả tính cả mình. Không hề rủ nhau mà cả ba thằng sáng đấy cùng nhau cúp học và cùng nhau gặp vào một quán net. Vui vãi chưởng luôn các bạn ạ. Ngắm đây, súng này bắn khá là dễ, không hề có độ giật gì cả. Đó là đặc điểm của game Call of Duty. Đấy, AI như thằng gió ấy. Đứa nào bên phải tại sao bắn gió mà như vậy. Đây nào, 400 viên đạn, bắn bao giờ ra hết. Inside, go. Yolo. Quá. Nó đâm mình được phát. What? Sao mày lại để thả một thằng đi như vậy? Trời ơi. Mà đỉnh đỏ chết rồi. Thôi đánh gần luôn này. Mãi trưởng được. Ai u. Sao kia đi. Mới đi xuyên qua cái đám này kìa. Mày hả bây. Chưa nữa. Chưa lại con nữa. Đợi tí bạn Bowman thôi. Mason over here. Chỉ là một pha highlight. Oanh. Target should be up ahead. Roger. Moving inside. Get in position. Okay, ready, bro. This is it. Ready to make history. Make history. Ui. Oh, what the fuck? Ready? Chúng ta đã giết được tên lãnh tụ của cái đảng gì đó của Cuba. Nói chung là một người xấu. Chạy như thằng đần vậy. Xem tin nhiều quá à mày. Ôi, đồng quá. À, hút thanh niên cùng tem chúng ta. Được rồi, trên đây khẩu sáu gắn nào. Đau quá kinh khủng. Yeah. Really? Sao ta đồng đội mình có thể để một thằng chạy qua mặt như vậy và nó đến giết mình được nhỉ? Vãi trưởng thật. Rồi, mình sẽ làm lại nốt đoạn này. À, ui, ai ui. Ghê quá. Đó, chết cả màn hình.
FUE là cái gì nhỉ? À nhắm à? Xem à. Ví dụ đây. À, cũng tương tự với cả lên nào Bastera cùng với tông le pick đúng rồi. Cái này gọi là pick. À, rồi, chết tao bắn nhầm. Lại để một thằng nữa chạy qua, cái thằng support này, bãi trưởng vậy. Support thế này vỡ mồm rồi. Dưới các bạn. Sấy cả băng không chuẩn được, không có chế độ ngắm. Cứ phải bật ngắm nên khá khó chịu. Ây. Đói. Ờ, tốc két này các bạn ơi. Chí đổi khẩu này vào. Boom. Đầu game. Như là Rambo vậy các bạn ơi. Súng này bắn thì có vẻ sớm thật nhưng mà thay đạn hơi lâu. Đó là sự hỗ trợ không quân rồi đấy. Cái đó đang bắn pháo eo eo trong kia đây. Rồi, chạy nào. Đâu ạ. Nó nào bắn trộm rồi. À, đồng đội tới đây các bạn. Ngã rồi. Chạy băng qua cái rừng rừng này, rừng mía đúng không ta? Như là mía. Let's hope Carlos secured that evac. He ain't let us down yet. The rebels are getting their asses kicked. They get down there, hook up. Rồi. Đi, thay đạn nào. Rồi, chuẩn bị map. Để chưa xuống dưới. Hơi yolo quá thì vậy. Nha. Ta sẽ ra cái máy bay. Sân bay. Ui. À, có bom. Nha, ta phải lên máy bay. Ai, nữa. Nhiều vậy. Thực sự những hiệu ứng đó khiến chúng ta khá đau đầu. Nhưng mà chúng ta chơi thời gian dài. Ủa cái gì đây. Vào hết đây các em ơi. Sợi ơi. Mình anh cân hết. Ai ủ, đau thế. Đây, bật ngắm lên bắn chắc. Khỏi trượt nha em. Ủa sấy à. Sợi. Chơi game gì nữa. Chơi này ai chơi cùng mình nữa. Sấy cả thế giới. Hình động khá là cao. Gì vậy? À, như vậy chúng ta đã cảm tử ở đây. Chúng ta phải phá mở, mở đường băng cho mấy thanh niên các bay đi. Em Hugh Manson. Manson thì được chúng ta đó các bạn. Tôi sẽ ổn thôi. Biến ra ở đây. Đây. Chúng ta đã bị bắt.
Vậy là chúng ta đã quyết định hy sinh chính mình để có thể thoát ra. You're dead. Mình đã đồng đội để thoát ra. We killed you. No. You killed a double. You think we didn't know of your plan? We always know. Do with him what you wish, General. He's my gift to you, in honor of our new relationship. Just make sure that he suffers. He will know suffering beyond his darkest fears. I have plans for you, American. Oh, he did. Dragovich sure did. Đó chỉ là một chút về gameplay của tựa game, đó là Call of Duty Black Ops 1. Chúc các bạn đã đăng ký thành công và chơi game vui vẻ. Sắp tới mình sẽ giới thiệu nguyên một cái series của Call of Duty luôn. Các bạn hãy chú ý theo dõi để download về mà chơi nhé. Bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Các bạn nhớ like fanpage Facebook cũng như là cập nhật cái channel của mình để có thể đó là đăng ký channel để có thể đó là cập nhật những video game mới nhất mà mình chia sẻ nhé. Chào tạm biệt các bạn. We'll be right back.